khán giả đang đến với phần tin Hoa Kỳ. Mở đầu là bản tin viên chức cấp cao của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gặp Tổng thống Ruto của Kenya. Vào hôm thứ Sáu, Tổng thống Kenya William Ruto đã tiếp Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson tại Mombasa. Mặc dù cuộc họp không được công khai với giới truyền thông, nhưng chính phủ Kenya đã chia sẻ một đoạn video về hai ông Ruto và ông Nelson và các giới chức khác từ Hoa Kỳ và Kenya trong cuộc họp. Một trong những mục tiêu đã nêu của ông Nelson ở Kenya là nêu bật những nỗ lực của Washington nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Đồng thời nhấn mạnh rằng việc Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen sẽ gây tổn hại cho các quốc gia châu Phi. Chuyến thăm diễn ra khi các nhà lãnh đạo châu Phi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg cho hội nghị thượng đỉnh Nga và châu Phi bắt đầu vào hôm thứ Năm, nơi ông hứa sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí để thay thế cho ngũ cốc của Ukraine. Tuy nhiên, ông Ruto đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh. Một tuyên bố của chính phủ nói rằng ông sẽ được đại diện bởi các cơ quan của Liên minh châu Phi. Đây là chuyến đi thứ hai của ông Nelson tới châu Phi với tư cách là thứ trưởng và là chuyến đầu tiên của ông tới Đông Phi. Nó diễn ra sau chuyến thăm của một số viên chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden tới lục địa này trong năm nay. Sau khi Tổng thống Joe Biden cam kết vào tháng 12 rằng Hoa Kỳ sẽ đầu tư tập trung vào tương lai của châu Phi. Tin tức liên quan đến việc bị nhận thêm những cáo buộc mới, ông Trump nói ông đã nộp video an ninh và không làm gì sai. Ông Donald Trump vào ngày thứ Sáu 28 tháng 7 phủ nhận chuyện có hành vi sai trái trong việc giải quyết các đoạn băng an ninh mà các nhà điều tra liên bang truy tìm. Một ngày sau khi các công tố viên đưa ra thêm những cáo buộc mới quy rằng vị cựu tổng thống đã ra lệnh cho nhân viên tại khu nghỉ dưỡng ở Florida của ông xóa các đoạn băng này. Ông Trump hiện dẫn đầu trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống vào năm 2024. Đã nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh John Fredericks, người có quan điểm bảo thủ, rằng ông tin là ông không buộc phải giao các nộp các đoạn băng của camera an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông, nhưng dù sao ông cũng đã nộp. Đây là những cụm băng an ninh, chúng tôi đã giao nộp chúng cho họ. Tôi thậm chí còn không chắc là họ đang nói điều gì. Đó là lời của ông Trump. Công tố viên đặc biệt của Hoa Kỳ Jack Smith đã nộp hồ sơ về 3 tội danh mới áp vào ông Trump vào hôm ngày 27 tháng 7, nâng tổng số tội danh lên 40 và cáo buộc là Carlos de Oliveira, một nhân viên bảo trì tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, đã có mưu đồ cản trở công lý. Theo đó, ông này sẽ bị quy là đã giúp đỡ cho ông Trump giấu giếm các tài liệu. Những người hy vọng của Đảng Cộng Hòa năm 2024 giới thiệu nền tảng của họ tại bữa tối ngày Lincoln ở Iowa. Những người có triển vọng tranh cử Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa đã nói lên cương lĩnh của họ tại bữa tối ngày Lincoln vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 7 vừa qua tại Des Moines, Iowa. Như ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, thề sẽ đánh bại Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong bài phát biểu của họ. Trong số đó có ông Trump gọi ông là Tổng thống quanh co nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ và bất tài một cách thô thiển. Đối thủ của ông Trump là Thống đốc Florida Ron DeSantis, cam kết gửi quân đội tới biên giới phía nam của đất nước để chống lại các băng đảng ma túy Mexico và việc nhập cư bất hợp pháp. Vị trí dẫn đầu của ông Trump so với đối thủ gần nhất DeSantis đã tăng lên. Một cuộc thăm dò của hãng thông tấn Reuters và Ipsos vào hồi đầu tháng này cho thấy ông Trump dẫn trước DeSantis là 47% trên 19% trong số các đảng viên Cộng Hòa, dẫn trước nhiều hơn so với tỷ lệ là 44% và 29% của ông trước bản cáo trạng đầu tiên ở New York vào tháng 3 vừa qua. Ông Biden lần đầu tiên công khai thừa nhận đứa cháu thứ bảy. Vị Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lần đầu tiên công khai thừa nhận người cháu thứ bảy trong diễn biến ngày thứ Sáu ngày 28 tháng 7 trong một tuyên bố với tạp chí People. Bé gái 4 tuổi là con của Hunter, con trai của Biden, người đã dàn xếp một cuộc chiến kéo dài nhiều năm tại tòa án về tiền cấp dưỡng con cái vào tháng 6. Tổng thống cho biết con trai của ông đang làm việc với mẹ của đứa trẻ, bà Luden Roberts, để thúc đẩy mối quan hệ về lợi ích tốt nhất của con gái họ,
bảo vệ sự riêng tư của cô ấy càng nhiều càng tốt trong tương lai. Phát biểu tại một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc vào hồi tháng 4, ông Biden lưu ý rằng ông phát cuồng vì 6 đứa cháu của mình và nói thêm rằng ông nói chuyện với chúng hàng ngày. Một số thành viên của đảng Cộng hòa và Dân chủ đã chỉ trích quyết định trước đây của ông Biden không thừa nhận đứa cháu thứ 7 của mình. Người dân New York tìm cách khắc phục cái nóng khi thành phố trở nên ngột ngạt. Người dân New York ngột ngạt dưới nhiệt độ nóng khủng khiếp và độ ẩm ngột ngạt vào hôm thứ Sáu khi nhiệt độ lên tới 103 độ F, tương đương với 39 độ C. Các quan chức thành phố và các nhà dự báo thời tiết của Hoa Kỳ đã kêu gọi mọi người tránh xa thời tiết nắng nóng vì nó có khả năng gây ra các bệnh liên quan đến nhiệt, đặc biệt là đối với những người làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Người từ 65 tuổi trở lên, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Hơn 175 triệu người ở Hoa Kỳ đã được cảnh báo về và tư vấn về nhiệt độ quá cao cho đến ít nhất là vào chiều hôm thứ Bảy. Khi chỉ số nhiệt vào giữa trưa ở nhiều điểm tăng cao trên 100 độ F, tương đương với 38 độ C, dịch vụ thời tiết quốc gia NWS đã chia sẻ như trên. Tháng trước là tháng 6 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở Hoa Kỳ kể từ năm 1850. Đây cũng là tháng thứ 47 liên tiếp và tháng thứ 532 liên tiếp có nhiệt độ trên mức trung bình của thế kỷ 20. Kính thưa quý vị, vừa qua là những bản tin chính trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Ngay sau phần điểm qua những tin chính trong phần tin Á Châu và Việt Nam. Xin mời quý vị và tiếp tục với các băng tần của đài truyền IBC TV. Giới trẻ Trung Quốc bỏ áp lực ở quê nhà, theo đuổi lối sống du mục toàn cầu. Nhật Bản nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong sách trắng quốc phòng hàng năm. Nhật báo động về Trung Quốc, Nga và căng thẳng Đài Loan. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cảnh báo về nội dung tuyên truyền trong bộ phim Barbie mà Việt Nam cấm chiếu. Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tăng gần 20 lần, sắp cán mốc tỷ đô.